chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Thiệt Nhài TV Chúng ta đang có một cuộc giao tranh tại khu vực số 12 và 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 rất nhanh chóng team này đã lên bảng điểm số Và nếu như các bạn nào có để ý thì đây là khung giờ 8 giờ 30 nha các bạn Đây chính là một trận tầm ma tháng diễn ra tại server S516 và được chia sẻ từ một người anh em rất là quen thuộc với chúng ta Đó chính là bạn Nguyễn BK đây là một cái nhân vật cũng rất là đình đám trong cái giới tầm ma à, Có những cái trận solo rất là tuyệt vời Và hy vọng hôm nay bạn Nguyễn VK cùng với những thành viên của mình Sẽ có những cái pha đánh úp thật là tuyệt vời Mãn nhãn cho chúng ta xem nha Hôm nay team sẽ có đó là Cùng Lôn, à, Trường Ca và cả một bạn cái bang các ơn ơi và chúng ta đang có một bé đào hoa yếu máu Có cả Tiêu Giao, Tiêu Giao đã chạy được về khu vực số 11 rồi và các bạn ấy có quyết định đánh úp sang hay không? Hiện tại cung lôn đã mất xét. Mọi người đang cố gắng farm lính để chờ hồi kỹ năng các bạn ạ. À. Và nếu như chúng ta để ý kỹ thì team này có những cái tên rất chi là hắc não. Đó là Thánh Điên, Vợ Bé và Người Bí ẩn. Thánh điên nếu như các bạn ở bên ngoài có thể làm gì đó điên điên khùng khùng cũng được Nhưng vào tâm ma mà điên thì coi chừng nó đánh thành khùng luôn nha các bạn ơi Và một cái trận đánh úp về khu vực số 13 không thành công rồi Hiện tại cùng lồn chúng ta đang bị yếu máu và hai thành viên còn lại vẫn còn rất nhiều máu Cố gắng cùng lồn hồi máu thật nhanh và quay trở lại để phản kèo với team này Tại vì team bên kia thì khả năng hồi máu rất kém nha các bạn rồi quay ngược trở lại đánh ốp và chúng ta có một cái xét rất thành công và hiện tại Thiên phương đang bị yếu máu, bạn Minh Giáo nhảy Quỷ Thiên và bị phản đòn lên bạn điểm số luôn. Hai điểm hạ gục dành cho team chúng ta. Rồi, bây giờ cái bang có một viên máu. Cái bang hồi được máu rồi. Team này thì các bạn cần phải có một cái quyển bí kíp ta vân sinh kết hải cho bạn Trường Ca để hỗ trợ cái ban hồi máu nha. Ơ sao bạn cái bang không ăn máu nhỉ hay là máu lắc các bạn nhỉ? Ảo tượng gần xuất hiện rồi, chỉ còn vài giây nữa thôi Và team chúng ta có tham gia ảo tượng hay không thì các bạn hãy cùng chờ xem Như vậy là với cái tình hình này thì mình thấy là team chúng ta sẽ quyết định đó là đi mở rương tại các ô à, Đánh ven bên ngoài các bạn ơi Tại vì team này cũng có thể là các bạn sẽ lựa chọn cái phương pháp này nó sẽ hợp lý hơn Tại vì team chúng ta không mạnh về công các bạn sẽ mạnh về thủ nhiều hơn nếu lỡ mai gặp một tiêu dao hoặc là một thần cơ thì chúng ta rất là mệt và ở đây có bạn long tước yếu máu đây là bạn long tước di chuyển từ khu vực số 13 sang phải nói long tước sống rất dai cho đến thời điểm này luôn ăn ở rất tốt nha nhưng mà sau khi bạn di chuyển về khu vực số 4 thì chuyện gì xảy ra mình cũng không biết được vì ở khu vực số 4 đó là khu vực của ảo tương rồi, một cái ảo tượng tại khu vực số 2 vẫn chưa có ai mở kìa anh em ơi. Đúng rồi, kêu gọi bà con cô bác dòng họ mình kéo qua đập nhà nó anh em ạ. À. Côn Lôn di chuyển về khu vực số 10 rồi. Tiếp tục đó là khu vực số 2 cần phải chết cái map trước. Đây 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 nó mở rồi. Chúng ta đang có bạn Côn Lôn và một môn phá gì đó bị quấn mình không kịp nhìn hình như là trường ca các bạn. Đúng rồi, trường ca lên bản thêm số. Tiếp tục đó chính là Côn Lôn. Côn Lôn chạy được về khu vực số 10. Trời ơi nó trâu kìa anh em ạ. À một chấm máu nữa thôi bật cái lóc lên và rước thêm một cái nữa như vậy cùng luôn lên bảng điểm số đó khi mà dòng họ mình qua thì cả nhà bạn phải chịu thua nha ở sao các bạn ấy lại không di chuyển về số 2 để chúng ta ăn rương nhỉ hay là bên đó đang có giao tranh các bạn rất có thể là khu vực số 2 đang có tim và một bạn thiếu lâm lớn ngớ lớn ngớ thiếu lâm bị khống chế và nếu thiếu lâm không kịp bước to thì chắc chắn bạn ấy sẽ phải lên bảng điểm số rồi Team chúng ta có rất là nhiều khống chế, trường ca cũng khống chế, cùng lôn cũng khống chế và cả các bạn cây ban cũng khống chế rất tốt nha. Rồi bây giờ chỉ còn khoảng một phút là các bạn ấy kết thúc vòng số 1. Thì với cái tình hình team như thế này, chúng ta chiếm được rất nhiều ô thì các bạn sử dụng cái phương pháp đó là vòng về những cái ô cũ để chúng ta tiếp tục mở rương. Chờ hết vòng số 1, sau đó mình sẽ di chuyển về thương nhân nha các bạn trang bị những cái cuốn bí kíp và chuẩn bị cho vòng số 2. Rồi, thật ra cái trận tâm ma này là có mít chỉ huy nhưng mà mình muốn bình luận lại để các bạn nghe được cái giọng rất chi là quen thuộc của mình. Có những bạn nghe rất là chán luôn các bạn ạ. À. Rồi chúng ta đang có cụ thể thức về khu vực số 14 bên này có cùng Lôn, có trường ca và có cả hoa sơn nữa các bạn ơi Và chúng ta đang khống chế tìm này rất nhiều, một bạn đã di chuyển về khu vực số 13 rồi Như vậy là cùng Lôn đã chạy thoát, chúng ta kết thúc được trường ca và bạn hoa sơn Thôi thì vòng số 1 cũng sắp khép lại, các bạn ấy nên di chuyển về thương nhân trong giai đoạn này rồi kết thúc rồi bây giờ thì về thân nhân xem là chúng ta sẽ còn những môn phái như đây có minh giáo có đường môn có cùng lôn có thiên vương hầu hết là rất nhiều cái môn phái các bạn ạ và một điều đó là mình chưa thấy bóng dáng của bạn tiêu dao nào cả rồi nha không thấy tiêu dao và cả thần cơ nha các bạn như vậy thì cũng một phần nào đó nhẹ nhõm cho team chúng ta bây giờ mọi người đang di chuyển về khu vực số 3 để chuẩn bị cho vòng số 2 Rồi đầu vòng số 2 thì việc đầu tiên các bạn làm đó chính là chúng ta farm lính ở 10 giây đầu Sau đó xem là ông thương nhân ổng lòi cái mặt về khu vực nào Đó khu số 2 qua wow, chết liền luôn các bạn một là quà thương nhân thật sớm bữa nay chúng ta đang có long tước và bạn ấy phải nói cùng vô cực kỳ lẹ vừa lướt và vừa giật xét cung lôn đang bị khống chế rồi Thiên Vương lên quần thể kim cang và tìm chúng ta bắt được bạn long tước các bạn ạ à. Như vậy là Thiên Vương và Cung Lôn đã chạy thoát Thôi thì chúng ta trang bị cho mình những cái cuốn tăng cấp bí kíp. Các bạn thấy Cung Lôn ra chiêu cực kỳ lẹ nha Vừa lướt và vừa tung xét luôn Phải nói là hơi bị ghê đó Thương nhân thì ở giai đoạn số 2 các bạn Một là chúng ta về sớm, thật sớm Hai là về sau khoảng à, 30-40 giây gì đó các bạn hãy về nha Còn nếu không thì chúng ta đợi sau sau một tí nữa Tại vì thương nhân đa số vòng số 2 mọi người sẽ về rất là nhiều à, Đó sẽ là một nơi cực kỳ nguy hiểm cho các bạn Rồi đánh ớt về khu vực số 4 luôn anh em ơi giờ tìm từ kiếp đấy 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 trời ơi nga mi thiên vương và cái gì đó mình giáo nữa các bạn ạ à. Minh mình giáo nó nhảy rồi nga mi không thấy cái vòng đặt luôn nga mi ơi cái vòng đâu rồi nga mi chắc chắn lên bạn điểm số rồi xong tên bạn thiên vương và đó chính là minh giáo chạy ngáo minh giáo mà còn chạy ngáo nữa thì thôi rồi bạn ăn cám luôn đi nha đấy chạy đâu rồi 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 đâu rồi ê ai may quá là minh giáo đã bị cây bang kết thúc vợ bé xem ra vợ bé này là có tác dụng thật rồi các bạn ạ à. không phải mấy bà vợ bé mà cứ hay uh, Vội tiền đâu trời ơi vợ bé này là vợ bé uh, hàng hiệu đó nha rồi xong một cái tim ba phải nói là nó gọn gàng cực kỳ sạch sẽ cái bà nga mi nó không kịp đặt được cái vòng đây, đây 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 nga mi nữa kìa trời ơi chúng ta có hai hệ thổ mà nga mi rất nhiều nói thèm chảy nước giải các bạn ơi chứ phải nói mà gặp cỡ tiêu dao hay thần cơ cái thôi ba chân vốn cẳng mẹ con kéo quân chạy hết luôn để lại bạn cái bang cái bang ở đó ngồi cũng khóc luôn các bạn ạ à. thiệt chứ giờ vô tâm ma ám ảnh thần cơ cực kỳ luôn con này quá lỗi đam đặc biệt hệ thổ thấy thần cơ té lẹ Rồi tiếp tục chép đồ ăn tại các khu và các bạn thấy là chúng ta cũng sắp có áo tượng rồi Hy vọng lần này mọi người sẽ có những cái áo tượng thật là suôn sẻ nha Trang bị thêm cho mình những cái nguồn tài nguyên để quét map nó thật mạnh mẽ hơn à Dạ lắc gì lâu vậy rồi chúng ta có áo tượng rồi anh em ơi Bây giờ thì bạn Trường Ca mở áo tượng và hai thành viên chúng ta đang cố gắng chặn cổng để bảo kê Rồi cho mình xem đây đây, đây. ngay mấy ngay mấy mấy Ồ xét đâu đúng rồi xét tung ra lần này nghe mày chết chắc rồi các bạn ơi lướt cái nữa xong và bạn nghe mày lên bạn điểm số chạy đâu con sâu thì con lô mà các bạn combo uh, thứ nhất chuẩn thứ hai là bình tĩnh và sử dụng chiêu hợp lý thì bắt và khống chế đối thủ rất là chi khó chịu nha nếu các bạn lướt liên tục thì nó sẽ không tạo được hiệu ứng khống chế lâu đâu các bạn lướt từng cái từng cái thôi nhấp thả nhấp thả đó chơi cái chịu nhấp thả nhấp thả nó mới đau các bạn ạ à. rồi bên này có thần cơ và có lẽ là bé thần cơ này treo thêm đó là bạn tiêu dao ôi đáng tiếc quá một cái tim có hai môn phái hay một nhưng mà lại là một tim treo các bạn ạ à. nhưng cũng là một sự may mắn cho tim của chúng ta rồi bây giờ thì chỉ còn có năm đội trong cái đồ tâm ma này mọi người đã ăn cao tuần thứ hai luôn và sau khi ăn xong cái áo tượng này các bạn cần phải chết boss nha mình thấy là cung lôn đã di chuyển để chết boss luôn rồi các bạn ạ à. đúng rồi như vậy là boss thu lĩnh không có ai ăn cả tầm mấy tháng thì mình nghĩ các team sẽ đổ về ăn boss rất là nhiều đa số mọi người sẽ đánh theo kiểu chắc chắn tiếp tục di chuyển về khu vực số 8 Đây đấy một team trời lại có cái bang có cái gì nữa hình như là cung luôn các bạn rồi xong lụm ngọt luôn cái team này mua thương nhân mà không để ý nè À, mua thương nhân thì các bạn nên lưu ý giúp mình một điều đó là chúng ta đứng giãn giảng xa xa nhau là một chuyện thứ hai nếu có được thì các bạn nên một người bảo kê một người mua à, chúng ta chỉ mua những cuốn bí kíp cần thiết trước tiên à, sau đó sẽ nhường cho những người đồng đội của mình mua những cái cuốn cần thiết của họ rồi sau đó nếu như mà thương nhân vẫn còn các nguồn tài nguyên thì chúng ta hay mua tiếp đấy, đấy thiên vương thiên vương yếu máu và thiên vương mất quân chưa thiên vương vẫn còn quân thể kim can các bạn ơi chúng ta có lẽ là sẽ truy đuổi thiên vương này luôn và với sự khống chế cung lô thì thiên vương rất khó chạy thiên vương lên bảng điểm số và thôi nhặt thêm năm cái rương tại khu vực số 9 này nữa là đẹp rồi kết thúc vòng số 2. hình như là trường ca đang bị đánh các bạn ạ à? à, với cái việc khống chế mà theo cái kiểu làm như thế này là phái nào ta à, phái nào có khả năng khống chế tạo hiệu ứng làm chậm giảm tốc độ di chuyển các bạn nhỉ mình không nhớ nữa để coi bạn con lôn chúng ta di chuyển vào xem là cái nào thì mình biết giảm tốc độ di chuyển chắc có hoa sơn rồi như vậy vòng số 2 cũng đã khép lại rồi bây giờ chúng ta đi chết đồ ăn lưu ý nha sau khi vòng số 2 kết thúc các bạn hãy cố gắng đi chết đồ ăn nha các bạn thương nhân thì mình đã về rồi do đó mình biết thương nhân cũng sẽ hết đồ ưu tiên chết đồ ăn trước và có một điều mình mới để ý đó là hiện tại số đội trong bản đồ tầm ma này đó chính là ba đội. Lúc nãy mình thấy có một team 2. Rồi mọi người đang chuẩn bị cho vòng số 3 và đang đứng tại khu vực số 1 luôn. Team chúng ta quá mạnh. Tất cả các thành viên, à không, hai thành viên của chúng ta đã lên được quan chỉ đó món anh Xét, 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 trời ơi. công xét và lại lướt, xét đâu. Tiết kiệm cái gì không biết à. Đó, bây giờ mới xét các bạn ạ. À. Ôi ôi khổ ghê là mình la kháng cổ họng. Cứ nghĩ là bạn sẽ xét, cứ nghĩ là bạn sẽ xét quê dễ sợ luôn á. À, di chuyển về số 8 và hiện tại đang còn một đội đối chọi với chúng ta trong bản đồ tâm ma này. Wow, cái trận tâm ma rất là nhẹ nhàng, phải gọi là nhẹ nhàng các bạn ơi. Tại vì không có những môn phải khắc hề, đó chính là hệ mộc nha. Quá khỏe cho team của chúng ta luôn rồi. À, bạn ấy chat trên kênh đội đó chính là Tiêu Giao và Thiên Sơn. Các bạn nhảy wow kèo như vậy mới căng nè. Buộc lòng team chúng ta phải đi cùng với nhau. Rồi, bây giờ mọi người cố gắng quét map và định vị được bạn tiêu giao chúng ta ở đâu nha. quá thoáng phải nói là quá thông thoáng luôn cho cái map tầm ma này Chính khu vực và chúng ta chỉ còn có hai tim như vậy là có rất là nhiều ổ trống các bạn ạ à. đó những lúc như thế này ra những cái bẫy tại các khu thì tiêu dao rất là dễ bị mất né thì các bạn hãy tranh thủ cái thời cơ này mà săn đuổi tiêu dao đây rồi có tiêu dao các bạn dồn combo và a à không thiếu lâm các bạn ơi và thiếu lâm lên bảng điểm số như vậy là tiêu dao và thiếu lâm chứ không phải là thiên sơn thôi thì tim của mình đang cố gắng hồi máu à, như vậy là tiêu dao đâu rồi nhỉ khi mà chúng ta có bạn cái bang thì thiếu lâm cũng rất là khó chơi à, nếu như thiếu lâm không kịp bút to thì cũng không thể nào chạy thoát được vì mình có rất là nhiều cái khống chế cái bang bây giờ xuân phong các bạn ạ, à. để rồi chúng ta đã có a à, bạn này bạn gì thì mình thấy bóng dáng giống đường môn chứ không phải là giao. dao, thấy yêu máu rồi cái keo này thì với các bạn có thể tích lẻ ra đánh cũng được nè các bạn ạ, à. cái bang khu vực số 7 chúng ta vừa vòng lên số 2 chạy sang số 9 thì bạn ấy có thể còn ở khu vực số 5 đó 97 rồi nha Mình nghĩ là trận tâm ma này sẽ kết thúc sớm thôi các bạn ơi Tại vì đa số các team của mình đều có khống chế đây đây, đây 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 Thấy rồi hình như là đường môn Chạy được về khu vực số 1 Và team chúng ta bắt đầu truy đuổi bạn ấy đã chạy lên khu vực số 2 Tiếp tục quả số 9 giật xét rồi đang bị khống chế Và lần này chắc chắn em ấy lên bảng điểm số Tuyệt vời như vậy là trận tâm ma đáng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video này hấp dẫn, hãy cho mình xin một like, một chia sẻ nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video sau.